mình 59 tuổi, còn vài tháng nữa mình 60 rồi. Mình có quan niệm mình là bên Phật giáo tâm ưa sinh tướng, mình chưa có tiếp xúc được, nhưng cái thần thái cho mình có một cái cảm giác rất là yên tâm và tin tưởng dễ sợ. Chào mọi người, mình tên là Thanh Tuyền, mình đến từ Mỹ. Ngày hôm nay mình đến đây là đúng 18 ngày. Mình đã nâng mũi cấu trúc sụn sườn tại bệnh viện của bác sĩ Trần Phương. Mình 59 tuổi, còn vài tháng nữa mình 60 rồi. Ngày xưa cũng là mấy chục năm về trước, mình có tiêm silicon vào cái mũi của mình. Khoảng 20 mấy năm sau, mình có là đi thẩm mỹ viện để mà nâng mũi lại. Khi mình lấy cái chất silicon lỏng ra, xong rồi mình lại nâng đưa vào cái silicon khô, thì ra là mình biết cái mũi đó rất là xấu rồi. Nó hầu như là lên tới cái trán như này luôn, là rất là thô. Nâng cái mũi nay cũng là 7-8 năm, không có tự tin đi đâu hết. Trong giao tiếp là mình run rất là rụt rè luôn. Cảm giác người ta sẽ nhìn đập vô cái mặt mình, là người ta nhìn ngay cái mũi mình không, là mình bị tự ti. Tình cờ đi chợ Cali gặp một cái chị kia cũng hơi là đồng tuổi với mình, sửa rất cái mũi rất là đẹp. Mình có theo mình hỏi thì nói là cái diện Trần Phương, mình theo dõi bác Phương là 4 năm ngoài, có những cái ca bị hỏng đó. Thì mình trội theo dõi bằng sát sao, từ mình đã bị hư một lần rồi. Mình cũng quan tâm và xem nhiều những cơ sở khác, nhưng mình rút lại là mình thấy bác sĩ Trần Phương là người thật, việc thật, mình tin tưởng 100%. Mình đi đến đây không có duyên với bác sĩ. Bác sĩ đã đi công tác 10 ngày mà mình về Việt Nam thời gian lại có hạn. Đã quyết định rồi thì mình vẫn chờ bác sĩ Phương về để làm lại cái mũi mình, chấp nhận giờ vé máy bay. Lý do tại sao mình chọn bác sĩ Phương để mình nói nghe. Mình có quan niệm mình là bên Phật giáo tâm ưa sinh tướng, mình chưa có tiếp xúc được, nhưng cái thần thái cho mình có một cái cảm giác rất là yên tâm và tin tưởng dễ sợ. Sau 10 ngày chờ đợi và cũng gặp được bác sĩ Trần Phương. Lần đầu á mình gặp bác sĩ Phương tự nhiên mình lại yên tâm nữa. Nhìn là ghi bằng nói là mình có thể gửi được lòng tin được. Tư vấn rất là tận tâm, bác sĩ đưa ra một quyết định rất là thuyết phục. Mình không biết sao mình rất là tự nhiên. Ngày hôm nay kết quả cho thấy rất mỹ mãn.